Cái gì? Đây thật sự là con gái của ta sao? Vâng, chủ nhân, đây là con gái ruột của ngài. Đúng vậy, 2 năm trước. Hệ thống chết tiệt, cấm miệng đi. Nếu không phải vì nhiệm vụ ngu ngốc của ngươi 2 năm trước, ta đã không làm ầu ế thanh danh người ta. Kiếm nhất đã xuyên không đến thế giới này hơn 100 năm. Bị hệ thống giam cầm hơn 100 năm, ngày ngày sống cuộc sống an nhàn. Cho đến 2 năm trước, hắn chỉ còn một bước nữa là đạt tới cảnh giới tiên đế. Nữ đế thần thất thất của Thanh Vũ Hoàng Triều đột nhiên chạy trốn đến đây. Sau đó hệ thống đưa ra một nhiệm vụ kỳ quặc, bắt buộc phải thực hiện. Không được sử dụng bất kỳ tu vi nào, cứu nữ đế. Thần thất thất không còn cách nào khác. Nam nhân liền yêu cầu hệ thống cho một viên thuốc cứu mạng, nhưng không ngờ hệ thống trước tiệt lại đưa cho hắn một viên long phượng đan. Sau đó đã xảy ra những chuyện mà khán giả không muốn xem. Đồ khốn, nếu không phải Thành Vũ Hoàng Triều bị ba đại hoàng triều nhắm tới, sợ nguy hiểm đến an toàn của Thanh Nhi, bản đế đã không giao Thanh Nhi cho ngươi. Đợi bản đế giải quyết xong chuyện của ba đại hoàng triều, bản đế sẽ tự mình đến đón Thanh Nhi về. Lúc đó bản đế nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá. Thần Thanh Thanh kiếp này là con gái của nữ đế Thanh Vũ Hoàng Triều. Nhưng kiếp trước của nàng lại đến từ thượng giới, là một cường giả cảnh giới tiên vương, được gọi là Nguyệt Lạc Tiên Vương vô địch trong cảnh giới tiên vương. Khi đang thám hiểm một bí cảnh tiên vương, không may bị 5 vị tiên vương liên thủ đánh lén, cuối cùng đã ngã xuống trong bí cảnh. Các người đợi đấy, đợi ta quay lại thượng giới, nhất định khiến các người chết không toàn thây, đày xuống địa ngục vô gián, vĩnh viễn không được luân hồi. Hệ thống, con gái ta có phải đang đói không? Sao ánh mắt nhìn ta dữ dội thế? Ngươi có sữa thú gì không? Đưa ta một ít. Hi hi. Thưa chủ nhân thân mến, ngài muốn bình sữa thần kỳ này hay là bình sữa bình thường này? Chỉ có trẻ con mới phải lựa chọn, ta muốn tất cả. Cái gì vậy? Phiền phức, ngươi đang làm gì thế? Ngươi đang cho cái gì vào miệng ta vậy? Sao lại ngọt thế này? Ngay khi tiểu gia hỏa đang bối rối, chỉ thấy phía sau bình sữa hiện lên một bóng dáng đại yêu thượng cổ. Nguyệt Lạc Tiên Vương từng trải liền nhận ra ngay. Đây là thứ gì? Ăn. Ha ha, tuy không nhìn ra tu vi của người cha này, cũng không cảm nhận được chút dao động tu vi nào, nhưng có thể lấy ra sữa thú có hiện ảnh thuốc. Có lẽ thực lực của người cha này cũng không tệ. Đứa trẻ chưa đầy 1 tuổi, nửa đêm không ngủ lại ngồi tu luyện. Trẻ con thế giới này đều hung mãnh vậy sao? Hay là con gái ta có tư chất tuyệt thế? Hi hi. Hệ thống, đây rốt cuộc là thế giới gì vậy? Khi nào ta mới có thể xuống núi? Trẻ con thế giới này đều hung mãnh vậy sao? Ừ. Do kiếm nhất chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài, tuy một thân thực lực, thông thiên thật sự chưa từng tu luyện, mỗi ngày đều là điểm danh mà có được. Vì vậy đối với tu luyện, hắn hoàn toàn không biết gì. Chuyện trẻ sơ sinh tu luyện này, hắn nghĩ thế nào cũng thấy kỳ quặc đến mức không thể tin nổi, kỳ quặc đến cực điểm. Thời cơ chưa đến, chủ nhân đừng nghĩ đến chuyện xuống núi vội. Hãy nghĩ cách nuôi con gái trước đã. Ngoài câu này ra, ngươi còn câu nào khác để nói không? Ăn. Mẹ 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 à. Thần Thanh Thanh chưa biết nói dùng đôi tay nhỏ bé của mình chỉ vào quyển sách, miệng thì ú ớ, không biết đang nói gì. Kiếm nhất tuy nghi hoặc, nhưng vẫn cầm lấy quyển sách con gái đưa. Thượng giới ký sự lục, đây không phải là thứ điểm danh được mấy năm trước sao? Đây là một quyển sách ghi chép những sự kiện lớn đã xảy ra ở thượng giới. Vì không ra ngoài được nên mong nhớ thế giới bên ngoài, nên trước đây khi rảnh rỗi, kiếm nhất thường lấy ra xem. Mỗi khi thượng giới có chuyện lớn xảy ra, đều được ghi chép vào và liên tục cập nhật, là một pháp bảo cấp tiên đế. Quyển sách này có tên là ký sự lục, bên trong có rất nhiều câu chuyện nhỏ. Để cha kể con nghe một chuyện nhé. Nam Cung Hoa cảnh giới ngụy tiên đế, ngàn năm trước cùng 4 vị tiên vương xông vào một bí cảnh tiên hoàng và liên thủ giết chết Nguyệt Lạc Tiên Vương đang nổi danh một thời, cuối cùng đạt được truyền thừa tiên hoàng, thành công đột phá, đạt tới cảnh giới tiên hoàng. 500 năm trước lại thành công đột phá, tiến vào cảnh giới ngụy tiên đế. Nhìn vào bức họa, khuôn mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Thần Thanh Thanh nắm chặt bàn tay mũm mĩm, đấm một cái lên người hắn. Ngay lúc này, một đạo kiếm khí bắt đầu ngưng tụ, những phù văn màu vàng phức tạp hội tụ thành một vòng trời khổng lồ. Một đạo kiếm khí hình thanh kiếm khổng lồ chỉ về phía Thần Thanh Thanh đang nằm trên người kiếm nhất. Thiên địa dưới khí thế của kiếm khí trở nên yên tĩnh. Không tốt, tiên đế không thể xúc phạm. Cút đi. Cái gì? Một đạo kiếm ý ngụy tiên đế cũng dám chỉ về phía con gái ta? Chúc mừng chủ nhân đã thành công thể hiện trước mặt con gái. Người cũng cút đi. Chỉ với 3 chữ đã khiến thiên phạt tiêu tan. Xem ra người cha này của ta cũng không phải kẻ tầm thường.
Chẳng lẽ là tiên quái? Con gái đừng sợ, cha cho con đồ ngon. Chủ nhân, ngài định nấu con gái ngài sao? Không hiểu gì cả. Đây là đang nấu thuốc giúp con gái ta thức tỉnh thể chất. Nguyên liệu cần thiết bên trong toàn là tinh huyết thần thú. Ta phải tốn nhiều công sức mới lấy được. Cha à, cha đang làm gì vậy? Không có gì, hôm nay không phải sinh nhật con sao? Cha đang nấu canh cho con. Nấu, nấu canh, ghê thật. Đã thấy người ta dùng nồi nhỏ nấu canh, chưa thấy ai dùng nồi to thế này. Cha không phải định nấu con đấy chứ? Ai uống hết được đây? Đây là tinh huyết của tộc Thiên Yêu Phượng. Sao có thể như vậy? Sao hạ giới lại có tinh huyết Thiên Yêu Phượng? Đồ chất tiệt, những tinh huyết khác đều đã áp chế được, chỉ quên mất cái nhỏ nhất này. Xít làm hỏng, bảo bối của ta, lần sau ra ngoài được, nhất định phải nhổ sạch lông bọn súc sinh đó. Thần Thanh Thanh ngây người, hoàn toàn ngây người, nàng không dám nghĩ. Tinh huyết của tộc Thiên Yêu Phượng lại có ngày bị con người đoạt được. Đó là tồn tại còn mạnh hơn cả kiếp trước của nàng, mà lại còn bị một người hạ giới đoạt được. Điều này, cái này là cho con uống à? Đương nhiên là không, đây là để giúp con thức tỉnh thể chất. Con ngoan, không nên chậm trễ. Thời điểm vừa đúng, nồi nguyên liệu này là tâm huyết cha bận rộn nửa ngày, phải tận dụng tốt. Ngươi rõ ràng là cường giả tiên đế duy nhất còn sót lại trên đời, nhưng bị hệ thống giam trong núi mấy trăm năm, ngày ngày sống cuộc sống an nhàn. Cho đến 2 năm trước, ngươi cầm Long Phượng Đan hệ thống cho, cứu được nữ đế đương triều bị thương. Ngươi tưởng đây chỉ là một sự cố, nhưng không ngờ 2 năm sau đột nhiên có thêm một đứa con gái. Vì vậy ngươi bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc nuôi con. Hệ thống, nửa canh giờ đã trôi qua, sao thể chất vẫn chưa thức tỉnh xong? Chẳng lẽ tinh huyết không đủ? Con gái ngươi mang thể chất tiên thiên, nếu không có tinh huyết của 8 đại thần thú kích hoạt, có lẽ phải đợi đến 5 con khỉ tháng ngựa mới thức tỉnh. Mới qua nửa canh giờ đã nóng vội. Hệ thống ngươi cái gì cũng tốt, chỉ là miệng quá lắm lời, giống như bà già vậy. Sự thức tỉnh của thần Thanh Thanh vẫn đang tiếp tục. Khác với lúc nãy là một luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ trong cơ thể thần Thanh Thanh đang không ngừng phát ra ngoài. Trên bầu trời, 8 đạo hư ảnh vô hạn, uy áp của nó khiến các cường giả đại địa đến tìm bảo vật đổ mồ hôi lạnh, không dám nhúc nhích. Chết tiệt, đây rốt cuộc là thứ gì? Uy áp này khiến ta không thở nổi. Chẳng lẽ có tiên nhân ngã xuống? Tình hình thế nào rồi? Đối mặt với câu hỏi của thần Thất Thất, Ninh Âu không hề giấu giếm, đem tất cả những gì vừa xảy ra nói sơ lược một lượt. Nhìn khuôn mặt dưới mạng che của thần Thất Thất hiện đầy vẻ lo lắng, không thể đợi thêm nữa. Nữ đế xin dừng bước. Từ khi nào chuyện của Nam Ngọc, Bắc Ngọc cũng có thể nhúng tay? Nữ đế đại nhân nói đùa rồi. Bảo vật thiên hạ, người có duyên được, sao lại nói chuyện quy thuộc? Cút khỏi mắt bản đế. Dù là y bảo hay linh bảo, bản đế không hề hứng thú. Bản đế chỉ muốn đón con gái về, đợi bản đế đón nó ra. Nơi này muốn làm gì tùy các ngươi. Hừ, lời này của nữ đế đại nhân, chẳng lẽ coi chúng ta là trẻ 3 tuổi? Ha 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 ha. Bản đế đã cho các ngươi đủ mặt mũi, thật sự tưởng bản đế dễ tính sao? Đại đế cảnh thất trọng. Sao có thể như vậy? Tu vi ngươi ẩn giấu trước đây, nể mặt vô cực tử, bản đế không giết các ngươi, bây giờ lập tức cút đi. Đa tạ nữ đế đã hạ thủ lưu tình. Chúc mừng con gái chủ nhân thành công thức tỉnh tiên thiên đạo thể. Nhiệm vụ hoàn thành, nhận được công pháp các tiên đế đại đạo chí giản lộ, nhận được địa kiếm hậu vũ. Ừ, cha à, đây là vật gì vậy? Con nói cái này à? Đây là một trong những món quà sinh nhật cha chuẩn bị cho con, nhưng bây giờ chưa thể cho con vẫn chưa tu luyện công pháp cha. Có một quyển công pháp rất thích hợp cho con tu luyện. Con là tiên thiên đạo thể, là sủng nhi của thiên địa. Đại đạo chí giản lộ này coi như là làm riêng cho con. Tu luyện nó, con đường tương lai của con sẽ thông suốt không trở ngại. Thành tựu đỉnh cao chỉ là vấn đề thời gian. Tiên thiên đạo thể có mạnh không? Rất mạnh, mạnh hơn bất kỳ thể chất nào. Tiên thiên đạo thể, tiên thiên nhập đạo, lĩnh ngộ đại đạo đơn giản như ăn cơm uống nước, là tồn tại nhất định sẽ xưng đế. Ồ, cảm ơn cha, hi hi. Sao lại đến nhanh thế? Thanh Nhi, con có sao không? Mẫu thân, con không sao. Nếu Thanh Nhi có chuyện gì ta sẽ giết ngươi. Không hổ danh là nữ đế đại nhân, thật đáng sợ. Dị tượng vừa rồi là do Thanh Nhi gây ra sao? Là thể chất gì? Tiên thiên đạo thể, có lợi hại không?
Hai người cứ thế, Thần Thất Thất hỏi gì, Kiếm Nhất trả lời nấy. Chủ yếu là Kiếm Nhất thật sự không giỏi nói chuyện với phụ nữ, trong tình thế vạn bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể nhìn về phía Thần Thanh Thanh, ý bảo nàng mau nghỉ cách giúp hắn. Mẫu thân người với phụ thân nói chuyện trước. Thanh Nhi xin cáo lui. Chuyện năm đó là một sự cố. Ngươi còn nói ngươi sẽ về nhà với ta, làm vợ của ta, làm đế hậu, nhập phủ làm vợ đế hậu. Mặt trắng này, không thể nào, tuyệt đối không thể. Nhiệm vụ lựa chọn mở ra. Lựa chọn 1, về nhà với vợ. Phần thưởng, tự do. Lựa chọn 2, từ chối về nhà với vợ. Hình phạt, bị giam 10 vạn năm. Lựa chọn 3, chọn 1, phần thưởng, tự do. À, ngươi có bệnh không? Đây là lựa chọn quỷ quái gì? Hắn là chủ nhân của ngươi, hay ta là chủ nhân của ngươi? Mời chủ nhân nhanh chóng đưa ra lựa chọn. Bây giờ ta cuối cùng đã hiểu thời cơ chưa đến là gì. Thì ra là đang đợi ta ở đây sao? Ta chọn 3, tức chất ngươi hệ thống trước tiệt. Nhất định không chọn 1, chúc mừng chủ nhân đạt được tự do. Này, ngươi không muốn sao? Không không không, ta không có. Ta muốn, ta rất muốn. Ta đi với nàng. Đế quân thì đế quân, làm vợ nàng thì làm vợ nàng. Miễn là có thể rời khỏi nơi quỷ quái này. Hơn nữa làm đế quân có vẻ cũng không tệ. Ha ha ha. Kiếm Nhất đồng ý nhanh chóng như vậy. Thần Thất Thất có chút ngạc nhiên. Theo lý mà nói, chuyện nam tử theo nữ nhân về nhà, nam tử đều có cảm giác bài xích. Chẳng lẽ là vì ta? Ngay cả ánh mắt của người đời hắn cũng không quan tâm. Nghĩ đến đây, trên mặt nữ đế xuất hiện hai đốm đỏ. Hừ, không tha thứ cho người tên vô sỉ này đâu. Cho ngươi thời gian thu dọn, lát nữa theo bản đế về. A ha ha ha. Lần này đưa ta về, nàng định thế nào? Định thế nào là sao? Chính là đột nhiên xuất hiện thêm một người như ta. Nàng sẽ giải thích thế nào? Bản đế cần giải thích gì với ai? Lại phải giải thích với ai? Thanh Vũ Hoàng Triều là của bản đế, bản đế muốn thế nào thì thế đó. Ta nói thêm một người là ngươi, thì cứ thêm một người là ngươi, có sao đâu. Nữ đế không hổ là nữ đế, thật bá khí. Nhưng câu sau đó là sao? Phải về nhà với ta ngươi sợ à? Sợ thì không sợ, chỉ là ta lo sẽ có phiền phức không cần thiết xuất hiện. Ta không thích phiền phức, đây là điều Kiếm Nhất lo lắng nhất hiện tại. Hắn sợ mình vừa ra tay, thế giới này không chịu nổi sức mạnh của hắn mà nổ tung. Vậy thì không vui nữa. Cảm nhận được chủ nhân có điều lo lắng, đặc biệt ban cho chủ nhân một phần quà lớn về nhà với vợ. Chúc mừng chủ nhân đạt được kỹ năng kiểm soát tu vi hoàn hảo. Chúc mừng chủ nhân nhận được 3.000 kiếm nô. Ăn. Tốt tốt tốt, quà lớn về nhà với vợ. Hệ thống ngươi làm tốt lắm. Để tránh thế giới sụp đổ, can thiệp vào phát triển cốt truyện, bản hệ thống cầu ngươi vẫn nên chủ động áp chế cảnh giới xuống. Ta sẽ áp chế. Có cao thủ đến đánh ta, ta phải làm sao? Có ta ở đây ngươi còn lo gì nữa? Vô địch là đùa sao? Có người đến rồi, ngươi không thể một tát đánh chết họ đúng không? Tại sao ta phải áp chế? Ngươi không thể tăng cường độ bền của thế giới này lên sao? Không rảnh, ta phải đi đánh nhau với hệ thống khác, tạm biệt nhé. Ngươi là người xuyên không bị hệ thống giam 500 năm, có sức mạnh vô địch trong thế giới này, nhưng chỉ có thể sống cuộc sống an nhàn mỗi ngày, không mở một lần tình cờ. Ngươi cứu được nữ đế đương triều ở đây, 2 năm sau ngươi không chỉ có thêm một đứa con gái, mà còn trở thành phò mã của nữ đế. Cao quý. Tham kiến nữ đế bệ hạ. Tham kiến nữ đế bệ hạ. Hôm nay bản đế có điều muốn tuyên bố. Vị bên cạnh bản đế này các khanh cũng không lạ lắm. Là con cái của bản đế. Tham kiến công chúa điện hạ. Tham kiến công chúa điện hạ. Tâu nữ đế, hiện nay 3 đại hoàng triều đã diệt, Thanh Vũ hoàng triều ta thống nhất thiên hạ. Nữ đế có nên xem xét việc lập quân không? Không cần vội. Hôm nay bản đế muốn nói chính là việc này. Vị này chính là phu quân của bản đế, Kiếm Nhất. Thần tham kiến đế quân. Thần tham kiến đế quân. Được rồi, nghi thức đến đây thôi. Ninh tướng quân hãy đưa đế quân và công chúa đi tham quan một chút. Vâng bệ hạ. Thanh Vũ hoàng triều lập địa quân, tin tức lan truyền với tốc độ 1/10, 10/100, 100/1000. Qua vài canh giờ ngắn ngủi, đã truyền khắp Nam vực. Đế quân, sự việc dường như bắt đầu thoát khỏi quỹ đạo ban đầu rồi. Sư tôn không phải nói Nam Ngự Thanh Vũ sẽ suy tàn, cứu đại đế tộc sẽ lên ngôi sao? Nghệ thuật đã xuất hiện. Tuy nhiên không lâu nữa, ngươi có thể xuống núi rồi. Ây, đối với chuyện bên ngoài đồn đại ầm ĩ, Kiếm Nhất tự nhiên không biết gì. Hiện tại hắn đang theo sự dẫn dắt của Ninh Ông dạo chơi trong học cung.
Đây chính là đế quân, thật đẹp trai. Còn đẹp hơn cả thiên hoa sứ trên lầu Mỹ Nam. Đẹp thì đẹp thật, chỉ không biết thực lực thế nào. Con phải nói sao? Nếu thực lực không mạnh, sao xứng với nữ đế? Khi mọi người đang chìm đắm trong vẻ đẹp của kiếm nhất, một tiếng động chấn động vang vọng giữa thiên địa. Chỉ thấy bầu trời trên địa cung đột nhiên biến đổi. Một thanh kiếm khổng lồ khiến cả thiên đế cũng phải run sợ, ngưng tụ trên trời. Kiếm chỉ mê cung. Thanh vũ nữ đế, ra đây chịu chốt. Dương nhiệt tam triều đừng có ngông cuồng. Năm đó hai vị lão tổ của triều ta vì ta có thể sống sót, không tiếc dùng hết số mệnh còn lại ít ỏi, mới có thể đưa ta rời khỏi Nam Ngục. Hai người các ngươi năm đó ra sức ngăn cản, cùng hai vị lão tổ quân sự cực độ thăng hoa. Tại sao hai vị lão tổ đã chết, mà hai người vẫn còn sống sót trên đời này? Dương nhiệt tam triều chưa diệt hết, lão phu sao có thể cam tâm lao đi? Đây mình tử khí, bao quanh ngón tay mà dám buông lời cuồng ngôn, thật đáng cười. Năm đó không thể ép được những dư nghiệt này, là bản đế đã tính sai. Từ rất lâu trước đây, khi ngươi vươn ma chảo vào thành vũ hoàng triều, bản đế đã có cảm giác. Ai có thể ngờ được, kẻ không được kỳ vọng nhất này, luôn tự xưng là phế vật tam hoàng tử, lại có tâm cơ và thủ đoạn như vậy. Nếu năm đó ngươi là thái tử, quyền lực trong tay nhiều hơn một chút, thì kết quả sẽ như thế nào? Đáng tiếc ngươi không phải. Ngươi thua rồi, bản đế mới là người thắng cuối cùng. Hôm nay các người đã đến, vậy thì cứ ở lại đây đi. Hỗn độn vạn pháp diễn biến. Cha à, mẫu thân không sao chứ ạ? Yên tâm đi, có cha đây, sẽ không để mẹ con xảy ra chuyện đâu. Vào đi. Thần thất thất, ngươi còn chống đỡ được bao lâu? Dù ngươi còn chống đỡ được, nhưng ngươi nghĩ mấy lão già này còn trụ được bao lâu? Trận chiến trên bầu trời càng thêm gay cấn. Hai vị học cùng các lão bị hàng chục hắc y nhân chặn lại. Lúc này cũng tỏ ra có phần đuối sức. Đứng càng lâu, tiêu hao của họ càng lớn. Nhưng mấy người này dường như có sức không cạn. Công thế không hề suy giảm, mà càng đánh càng mạnh. Bản đế muốn xem thử, số mệnh còn lại không nhiều của ngươi, còn có thể chống đỡ được mấy kiếm nữa. Qua một hồi quan sát chiến đấu, thần thất thất phát hiện, mỗi khi tả tướng vung kiếm dài ra, sinh cơ trong cơ thể hắn sẽ mất đi một phần. Đến nay đã vung ra trăm kiếm, ẩn dụ sinh mệnh trong cơ thể hắn đang mất đi với tốc độ chóng mặt. Không bao lâu nữa, em là sẽ ngã xuống. Còn ngươi cũng vậy. Ha 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 ha. Lấy sinh mệnh ta làm đại giá, thần thất thất. Lần này xem ngươi làm sao đây. Ngay khi hắn vừa nói xong câu đó, bầu trời bị xé toạc, không gian trở nên vặn vẹo, rồi chậm rãi bước ra một bóng người. Người đó thẳng lưng nhìn xuống mọi người, thanh kiếm khổng lồ sau lưng nổi bật nhất. Nhận lời ủy thác, ra một kiếm. Phóng túng, sao người dám? Nhận lời ủy thác ra một kiếm. Đã như vậy, ta cũng nhận lời ủy thác ra một kiếm vậy. Ngươi là ai? Ngươi chưa đủ tư cách biết. Đông Phương Kiếm Đế, kiêu tử của Đông Phương Đế tộc.
mang Đông Phương Đế Thể, con có một trái tim kiếm thông minh. 3000 năm qua, hắn tạo kiếm tâm vô địch, cả đời chưa từng bại. Lúc này lại như phong ma vậy. Ta không thua, ta không thể thua, ta Đông Phương kiếm, ngang dọc một đời vốn vô địch. Kiếm tâm đánh bại vô số, ta sao có thể thua được? Khi ra tay đánh lén người đã thua rồi. Ha 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 ha. Tên khốn này còn thích anh hùng cứu mỹ nhân. Sau khi Đông Phương kiếm chết, trận chiến cũng đến hồi kết. Hai vị các lão lại xông lên, thịnh hoa cuối cùng thân ảnh tiêu tán giữa thiên địa. 3000 án tử lúc này cũng bị xóa bỏ gần hết. Chỉ còn lại mấy hắc y nhân tụ lại với nhau. Lúc này trên người họ không có một vết thương nào. Ngay cả cảnh giới cũng đột phá mấy tầng. Chúng có thể hút tử khí sinh ra sau khi người chết. Những thứ này không phải người. Là khôi lỗi. Địa khế giam cầm ngươi vừa rồi đã bị ta phá hủy. Không lâu nữa, chúng sẽ tiêu tán theo. Nhưng ta vẫn sẽ tiến các ngươi một đoạn vậy. Trong khoảnh khắc Đông Phương kiếm ngã xuống, ở phương đông xa xôi, bùng phát ra nhiều đạo khí tức khiến người ta không ngừng run rẩy. Là ai, là ai? Giết con ta, mau điều tra cho ta. Ta phải khiến hắn vạn kiếp bất phục, vĩnh sinh vĩnh thế không được luân hồi. Lần sau đừng liều lĩnh nữa. Nam nhân không hiểu phong tình, nữ nhân kỳ quặc. Sao cảm giác nàng đang trách ta vậy hừ? Không đúng, vừa rồi ta có phải đã giết Đông Phương kiếm không? Vậy nhà họ Đông Phương có phải sẽ tìm ta báo thù không? Ai, sao không thể để ta yên tâm nuôi con gái chứ? Ngày nào cũng nhiều chuyện thế, phiền không phiền vậy? Sao ngươi thở dài? Không có gì, ta rất không thích phiền phức. Đang nghĩ tìm cách hợp lý một chút, lên cửa diệt tộc, phiền phức gì? Chịu cơn thịnh nộ của Đông Phương đế tộc, người là người giết, giao ngươi ra là được rồi. Ở quê ta, ngươi này thuộc loại vong ân phụ nghĩa, mưu sát phu quân, thật sao? Ha ha ha. Đồ chó đừng lại gần ta. Tin tức về trận chiến này truyền đi rất nhanh. Khi sứ giả đưa tin về, ba vị lão tổ đại đế cảnh cửu trọng của Đông Phương đế tộc, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Để ta đi gặp cái gọi là Thanh Vũ đế quân này xem. Lão tứ đừng nóng vội, đừng mạo hiểm. Một Thanh Vũ hoàng triều nhỏ nhoi. Nếu không biết cửu đại đế tộc không thích hư danh này, chỉ dựa vào thần thất thất một nữ tử, cũng có thể thống nhất Nam vực. Ta hỏi ngươi, đối đầu với Kiếm Nhi, ngươi có mấy phần nắm chắc thắng? Nghe vậy Đông Phương cuồng liền đứng ngay tại chỗ. Cái đầu vốn ngẩng cao bỗng cúi xuống, sắc mặt trở nên vô cùng đau khổ. Đông Phương môn trưởng nói không sai, đối đầu với Đông Phương kiếm, hắn không có mấy phần nắm chắc thắng. Lấy kiếm của Nhi cắt đâm trước doanh đường của chúng ta, làm sao có thể một kiếm chém Kiếm Nhi? Tu vi của người này chắc chắn ở đại địa cảnh. Ngay cửu đại tiên lộ khai mở chính là ngày hắn chết. Ngươi là người xuyên không bị hệ thống giam cầm mấy trăm năm để có được tự do. Ngươi nhập phủ trở thành phu quân của nữ đế đương triều, vốn tưởng có thể bắt đầu cuộc sống hạnh phúc nuôi con, nhưng không ngờ gặp địch nhân tấn công Thành Vũ hoàng triều. Vì vậy ngươi ra tay một chút đã giải quyết. Cái phiền phức không phải phiền phức đối với người này. Trận chiến 10 năm trước, Thanh Vũ hoàng triều thực lực đại giảm, sau đó vẫn luôn trong giai đoạn điều dưỡng. Và trong 10 năm này ta sống rất thoải mái, tình cảm với nữ đế tăng nhanh. Trải qua nỗ lực lâu dài của chúng ta, nữ đế lại sinh cho ta một con gái. Con gái lớn thần Thanh Thanh của ta 2 năm trước đã bái nhập Vấn Tinh kiếm tông, rời khỏi Thanh Vũ hoàng triều. Cha, mau dậy đưa Linh Nhi đi tìm tỷ tỷ chơi. Con lại muốn bị mẫu thân giam cầm mà. Lúc trước trong triều, con một ngọn lửa đốt cháy y phục của đại thần. Mẫu thân còn chưa tính sổ với con đâu. Hừ, tại hắn cứ thích cãi lại mẫu thân, khiến mẫu thân ngày nào cũng phải than thở với người. Người không còn thời gian chơi với con nữa. An, con không quan tâm, con nhớ tỷ tỷ. Cha, người đưa con đi được không? Vài ngày nữa cha sẽ đưa con đi. Tỷ tỷ của con hiện không có ở kiếm tông. Không được. Sao nàng lại đến? Vừa định đưa Linh Nhi đi tìm nàng, hôm nay có nhiều việc, đến muộn một chút. Chuyện khiến nàng phiền lòng là vì nhà họ Đông Phương sao? Là vì nhà họ Lâm, có thể giải quyết không? Hơi phiền phức. Nàng nói chi tiết xem. Hôm nay tam thánh tử nhà họ Lâm đến học cung, đòi một người ta không cho. Chỉ một người thôi, cũng gọi là phiền phức sao? Người này hơi đặc biệt, cũng là người nhà họ Lâm, nhưng 3 năm trước đã bị đuổi khỏi nhà họ Lâm. 3 năm trước nhà họ Lâm xuất hiện một người, một thiên chi kiêu tử, mẹ mắc một căn bệnh cực kỳ hiếm gặp, cần hơn 7 viên lâm đan mới có thể chữa khỏi. Trong quá trình xin thuốc, hắn bị một thánh tử nhà họ Lâm công khai sỉ nhục, bắt hắn chui qua háng. Hắn nhục nhã nhưng vẫn chui, nhưng cuối cùng vẫn bị đoạn tuyệt kinh mạch, cuối cùng bị đuổi khỏi nhà họ Lâm. Mẹ hắn cũng qua đời trong nước mắt. Ngày đó đúng là lễ thành nhân của nhà họ Lâm, ta đã phái Ninh tướng quân đến. Sau khi về, ta báo cáo lại toàn bộ cảnh tượng kịch tính này. Ninh Âu còn nói không chịu nổi cách làm này, cuối cùng đã cứu mạng thiếu niên khi hắn sắp chết, sau đó đã cùng hắn rời đi. Nhưng trên đường trở về, thiếu niên đột nhiên biến mất. Vì vậy người này không ở trong hoàng triều,
nên khi người nhà họ Lâm đến, ta không thể giao ra được. À, thật thoải mái. Từ khi càng ngày càng thân thiết với Kiếm Y, nàng gần như lúc nào cũng muốn tìm Kiếm Yêu Yếm. Có lúc cả chiều sớm cũng không muốn đi. Người ta nói mỹ nhân làm hại quốc gia, mỹ nam cũng vậy. Mẫu thân không biết xấu hổ, không biết xấu hổ là con đấy. Lớn thế rồi, con ngày nào cũng bám cha, con không quan tâm. Con chỉ muốn cha ôm, mau rời khỏi phu quân của ta. Vậy người cho con ra ngoài chơi, cút đi, đây là con nói đấy nhé. Con không được đi đâu cả. Là Lâm gia bất hạnh, nên mới phiền phức sao, chứ sao nữa. Lần sau họ đến thì để ta giải quyết đi. Đối với chuyện này, Kiếm Nhất không muốn giải thích nhiều. Hắn chỉ muốn nuôi con gái cho tốt, nhìn con gái lớn lên, rồi sống thế giới hai người. Còn về phiền phức, không quan trọng. Hắn sẽ ra tay, dù sao Linh Nhi không được đi đâu cả. Càng không được đi tìm Thanh Thanh. Đồ kéo chân một cái, con không phải đồ kéo chân. Vậy con là gì? Con là... Ừ. Tuy con gái rất ấm ức, nhưng vợ còn đáng sợ hơn. Chuyện này vẫn để vợ tự xử lý đi. Được rồi, mẫu thân đùa con thôi. Mẫu thân đưa con đi chơi được không? Thật không ạ? Thật, mẫu thân và phụ thân đưa con đi chơi. Chúc mừng chủ nhân, khí vận chi tử cuối cùng của thế hệ này đã xuất hiện. Địa ngục sắp mở ra. An, chủ nhân, lâu không gặp. Sống khá thoải mái nhỉ. Hệ thống, ngươi không phải đang cập nhật 2 năm rưỡi sao? Sao đột nhiên lại xuất hiện, ngươi đoán xem. Hệ thống, khí vận chi tử có phải là người của nhà họ Lâm không? Đúng vậy chủ nhân, ngươi nói không sai. Ai vậy? Chính là khí vận chi tử cuối cùng của thế giới này đấy. Hệ thống, vậy ta là cái gì? Chủ nhân, ngươi không phải là cái gì cả. Ha ha ha. Ta nói thế giới này đã có khí vận chi tử. Vậy ta là gì? Đại phản diện sao? Nghĩ đến đây Kiếm Nhất liền ra đầu tê dại. Nếu thật sự là phản diện, vợ con mình sẽ thế nào? Nhưng năm này mình cũng chẳng làm gì, sao lại thành phản diện được? Chủ nhân không cần suy nghĩ nhiều. Ngươi không phải phản diện, cũng không phải khí vận chi tử. Khí vận chi tử nhỏ bé tính là cái gì? Khí vận chi tử bất quá chỉ là để mở địa lục, mà sinh ra thiên chi kiêu tử mà thôi. Ngươi không thuộc về thế giới này, vì vậy ngươi là nghệ thuật. Bất kể ở nơi nào, ngươi vô địch, nên 2 năm rưỡi nay ngươi cập nhật cái gì? Không có gì, chỉ đánh một trận thôi. Cái gì vậy? Cập nhật của hệ thống chỉ là đánh nhau với hệ thống khác, ai thắng người đó có được nhiều quyền hạn hơn. Vậy ngươi thắng chưa? Chuyện nhỏ thôi. 666 à? Hệ thống, ngươi có thông tin về khí vận chi tử không? Chủ nhân xem đây. Khí vận chi tử, Lâm Thiên Trọng sinh giả, mang vô thượng khí vận, nhưng mệnh vận đa đoan. Thuở thiếu niên vì cầu thuốc không thành mà dẫn đến toàn thân kinh mạch đứt đoạn, tu vi tiến sĩ, từ đó thức tỉnh ký ức. Hiện giờ đang ở trong một động phủ tại Bách Vạn Đại Sơn, khôi phục kinh mạch bị phế. Bách Vạn Đại Sơn, đây không phải là nơi hôm nay chúng ta sẽ đến sao? Vì trước đây vào sinh nhật Linh Nhi, đã ước nguyện với thần Thất Thất, nói muốn nuôi một linh thú. Kiếm Nhất liền đề nghị có thời gian cùng đưa nàng đến Bách Vạn Đại Sơn tìm xem. Dù sao nơi đó linh thú nhiều nhất, chúng ta đi thôi. Chuyến đi này có thể gặp một số phiền phức không cần thiết. Nàng mặc thêm áo vào. Ngươi là người xuyên không bị hệ thống giam cầm mấy trăm năm, để có được tự do. Ngươi nhập phủ trở thành phu quân của nữ đế đương triều, trải qua 10 năm nỗ lực dài đằng đẵng, nữ đế lại sinh cho ngươi một đứa con gái, mà ngươi để thỏa mãn ước nguyện sinh nhật của con gái, không ngại vượt 1 vạn dặm, chỉ để tìm cho con gái một linh thú khế ước thích hợp. Ha ha ha, nữ đế đại nhân, đế cơ, chúng ta đã đến vùng ngoại vi Bách Vạn Đại Sơn. Tiểu tiểu tỷ tỷ, nhà ngươi có phải có rất nhiều linh thú đáng yêu không? Đúng đúng, có rất nhiều, nhưng không phải nhà ta nữa. Nhà ta bây giờ hẳn là Thanh Vũ. Tiểu tiểu từng là thành viên của yêu tộc ở Bách Vạn Đại Sơn, vì quá nghịch ngợm đã ăn mất hóa tâm thảo dùng để hóa tâm của thiếu chủ yêu tộc, vì vậy bị đuổi khỏi yêu tộc. Sau đó tình cờ được thần Thất Thất đi qua gặp, tiểu tiểu hấp hối được nàng cứu về làm thị nữ cho Linh Nhi. Nghĩ đến linh thú khế ước của Bạch Hạc tộc, Linh Nhi hẳn sẽ thích. Ừ, hay là đến Bạch Hạc tộc. Bạch Hạc tộc, một tộc có thứ hạng khá cao trong Bách Vạn Đại Sơn. Trong tộc có 3 vị cường giả đại địa, tộc trưởng là một cường giả đại địa cảnh thất trọng. Ừ, đi thôi. Không biết nữ đế đại nhân giá lâm có việc gì, mong nữ đế đại nhân đừng trách. Hạc Sơn tộc trưởng không cần như vậy, hôm nay đột nhiên đến, nếu có quấy rầy, mong Hạc Sơn tộc trưởng thứ lỗi. Sao lại thế? Bệ hạ đích thân đến Bạch Hạc tộc, khiến tệ xá rạng rỡ. Sao lại quấy rầy? Chỉ không biết bệ hạ đích thân đến có việc gì. Hôm nay đến chỉ để tìm một linh thú khế ước cho tiểu nữ, không có việc gì khác. Hạc Sơn tộc trưởng cứ yên tâm. Còn tốt còn tốt, không phải chuyện lớn. Trao đổi với mấy lão già đó một chút, chỉ một linh thú thôi, không khó nghĩ đến đây. Hạc Sơn nhiều mắt, cười chuyển ánh mắt từ Linh Nhi sang, đột nhiên chú ý đến một khuôn mặt quen thuộc. Lập tức,
Nụ cười trên mặt hắn đột nhiên đông cứng lại. Đồ khốn, người vẫn chưa chết sao? Làm gì vậy? Sao lại hung dữ với Tiểu Tiểu tỷ tỷ thế? Tộc trưởng đại nhân, năm đó là lỗi của Tiểu Tiểu. Hôm nay đến là để chuộc tội. Xin tộc trưởng đại nhân trừng phạt. Khứ trừng phạt, chuộc tội có ích gì? Khi nhĩ của ta có thể tỉnh lại không? Thôi vậy, giờ ngươi không còn là người của Bạch Hạc tộc nữa. Chuyện năm đó đã thành cũng thành rồi. Phạt cũng phạt rồi, cứ để qua đi vậy. Tô Trác, ta đã ổn, không cần tự trách quá. Chuyện năm đó cũng không hoàn toàn là lỗi của ngươi. Cha à, Hạc Sơn tộc trưởng, không biết công tử hiện ở đâu. Khi thấy kiếm nhất từ thuyền bước xuống, Hạc Sơn rất kinh ngạc. Hắn vốn tưởng lần này chỉ có nữ đế Thanh Linh, không ngờ đế quân trong truyền thuyết cũng đến. Không biết đế quân đại nhân có nhân của thị phi đúng sai. Tuy không biết công tử bị thương thế gì, nhưng nghĩ viên thập chuyển quy nhất đan này hẳn là đủ dùng. Thập chuyển quy nhất đan, đây là vật gì? Hạc Sơn tộc trưởng, không biết linh thú của Bạch Hạc tộc, chúng ta có thể mang về một con không? Ồ, đương nhiên rồi. Nghĩa quần đại nhân, ta đã ổn, chuyện qua thì để nó qua. Cứu người đối với ta, chỉ là việc nhỏ thôi. Hạc Sơn tộc trưởng, đế quân đại nhân, mời ngài theo ta đi lối này. Nương tử nàng đi không? Mau về. Được thôi yêu dấu. Ừ, mẫu thân ngại ngùng rồi. Ha ha ha. Ok, to quá. Cha nhìn kìa, có rất nhiều linh thú này. Linh Nhi thích chúng không? Thích, chúng mềm mại quá. Thúc thúc, Linh Nhi có thể mang về hai con được không? Đương nhiên là được. Chỉ là những linh thú này có muốn về với công chúa không? Tộc ta cũng không can thiệp được. Linh thú xem trọng độ khế hợp. Xem trọng có hợp mắt với người không? Nhưng linh thú thường sợ con người, nên rất ít người có thể khế ước thành công. Hạc Sơn tộc trưởng yên tâm, ngài chỉ cần gật đầu đồng ý là được. Còn lại giao cho ta. Hạc Sơn tộc trưởng sao không thử cho công tử đan dược của ta thế nào? Chữa khỏi rồi hai linh thú thuộc về ta. Tiểu Tiểu đứng đâu? Có được không nghe theo đế quân đại nhân? Miễn là có thể chữa khỏi cho con trai ta, Bạch Hạc tộc nguyện nghe theo đại nhân sai khiến. Linh Nhi, con muốn hai con làm gì? Cho tỷ tỷ một con nữa. Hi hi, chạy nhanh lên, bị ta bắt được sẽ bảo cha nấu các ngươi làm canh. Đã làm phiền nhiều, mong thứ lỗi. Vô hạn khi kiếm dược vừa bước vào nơi này. Cổ thụ đã có cảm giác. Nếu là trước đây có người xông vào, cổ thụ nhất định sẽ ra tay đuổi đi. Nhưng khi cảm nhận được khí tức trên người kiếm dược, hắn không dám nữa. Cha, người xem con giỏi không? Linh Nhi giỏi nhất, thật giỏi. Hạc Sơn tạ ơn đế quân đại nhân. Đan dược có hiệu quả, không cần khách sáo, chỉ là giao dịch thôi. Thúc thúc, hai con vật đáng yêu này con mang về nhà nhé. Không được. Linh thú này là của ta. Chúc mừng chủ nhân kích hoạt tình tiết khí vận chi tử. Có muốn can thiệp không? Ngươi là người xuyên không từ địa cầu, có sức mạnh bỏ qua mọi quy tắc, nhưng chỉ có thể bị ép nhập phủ làm phu quân của mỹ nữ đế. Chỉ vì nữ đế mất 2 năm rưỡi, sinh cho ngươi một cô con gái hay nghịch ngợm. Vừa rồi ngươi dẫn con gái đến Bạch Hạc tộc tìm linh thú khế ước phù hợp, nhưng không ngờ gặp phải khí vận chi tử trong truyền thuyết. Chúc mừng chủ nhân kích hoạt tình tiết khí vận chi tử, có muốn can thiệp không? Con bảo ta không phải phản diện, thế mà cũng gặp được khí vận chi tử. Hệ thống điều tra thông tin của khí vận chi tử. Tên Vân Thiên, thân phận người trọng sinh, cảnh giới mệnh cung nhất cảnh, thể chất trường sinh thể, công pháp trường sinh quyết. Vì hai linh thú khế ước trong Bạch Hạc tộc cực kỳ thích hợp phụ trợ tu luyện thể chất của hắn, nên để có được hai linh thú, dùng truyền thừa của Linh Thiên Trường Sinh Đại Đế tạm thời áp chế thương thế của Hạc Tây, nhưng cần mỗi 2 năm rưỡi phải áp chế lại. Sau đó Bạch Hạc tộc trở thành thanh kiếm đầu tiên để hắn báo thù nhà họ Lâm. Xem ra hành động vô ý của mình đã phá hỏng chuyện tốt của khí vận chi tử. Có tính là cướp khí vận của người ta không? Chủ nhân anh tuấn tiêu sái phong lưu đĩnh đạc, ngọc thụ lâm phong, khí vận chi tử tầm thường ngài cứ tùy ý, một cái giấm cũng có thể đánh chết hắn, nên xin chủ nhân đừng để ý. Hừ, ngươi là ai? Tên trộm nào dám xông vào Bạch Hạc tộc ta? Định làm gì Hạc Sơn tộc trưởng? Ta có thể cứu. Ta có thể cứu. Hạc Tây, ngươi nói gì? Lúc này Lâm Thiên đã bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm vào kiếm dược và Linh Nhi bên cạnh, sát ý kinh người, đều tại con nhóc chết tiệt này. Giả vờ cái gì không tốt, cứ phải lấy đồ của ta. Dám khởi sát ý với con gái ta, xem ra tên này không thể để sống. Thương thế của Hạc Tây ta có thể chữa. Hừ, một thằng nhóc 10 mấy tuổi nói năng cuồng vọng. Khiến ngươi về kiểm tra đầu óc đi.
Đột phá, đây là đột phá. Hy nhĩ của ta đột phá đại địa cảnh rồi. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Một kẻ sắp chót làm sao có thể đột phá? Chắc chắn có gì đó sai rồi. Lúc này Lâm Thiên như một tên hề nhảy nhót. Nhớ lại những lời vừa nói ra, hắn không tự chủ được nghiến chặt răng. Chết tiệt, tại sao những chuyện xảy ra đời này đều khác với kiếp trước? Thanh Vũ Hoàng Triều cũng vậy. Trong ký ức đáng lẽ đã bị diệt vong, tại sao vẫn chưa diệt? Giờ Hạc Tây không bị trọng thương, điểm yếu của Hạc Sơn không còn, tiếp tục ở lại đây chắc chắn không có kết quả tốt. Linh Nhi, cha đi làm, chút việc, lập tức quay lại. Con ngoan ngoãn đợi đây đừng động đậy nhé. Vậy cha phải về nhanh đấy. Ừ, rất nhanh thôi. Hệ thống, ta chọn can thiệp. Chủ nhân chọn can thiệp. Kích hoạt lựa chọn 1, giả vờ là khí vận chi tử. Để mặc hắn trưởng thành. Phần thưởng, con gái. Phiền phức không dứt. Lựa chọn 2, ra tay vô tình xóa bỏ. Không cho cơ hội trưởng thành. Phần thưởng, dự trữ tiểu linh chuông. A Kiếm Nhất hơi không hiểu. Nhìn lựa chọn trước mắt, hắn luôn không hiểu nổi hệ thống của mình là hệ thống gì. Có vẻ như vạn năng, chức năng gì cũng có một chút, nhưng lại có vẻ rất không đáng tin. Ta chọn 2, chúc mừng chủ nhân nhận được địa khí. Dự trữ tiểu linh chuông. Cuối cùng cũng trốn thoát. Hạc Sơn chết tiệt, đợi ta khôi phục tu vi, nhất định phải cho ngươi nếm mùi bị trấn áp. Còn có con bé cướp cơ duyên của ta kia, đợi ta khôi phục tu vi, nhất định phải cho ngươi biết tay, để kiếp sau nói lại đi. Cái gì khí vận chi tử? Bất quá là giấc mộng hoàng lương trước khi chết mà thôi. Xử lý xong khí vận chi tử, dưới sự tiễn đưa nồng nhiệt của Hạc Sơn tộc trưởng, Kiếm Nhất liền dẫn vợ con lên đường về nhà. Đây là vật gì vậy? Con biết, con biết. Đây gọi là dục thú tiểu linh chuông. Có thể nha. Có thể điều khiển. Linh thú đẹp. Mẹ đang hỏi cha con. Người lời nói chuyện trẻ con không được xen vào. Hử, mấu thân xấu. Không chơi với người nữa. Dục thú tiểu linh chuông xuất phát từ một môn phái dự trữ, là một trong những phương pháp dự trữ thông dụng nhất. Thật không biết chàng lấy đâu ra nhiều đồ kỳ lạ như vậy. Nàng muốn biết sao? Chàng sẽ nói cho ta biết chứ. Không. Nhưng ta có thể đưa nàng đi xem. Hừ, đàn ông không có thứ tốt. Nói thì giỏi lắm. Ha ha ha, cha nhìn kìa, có thứ gì đó. Một đạo kiếm khí. Hướng đó là Vấn Tinh Kiếm Tông. Không gian phong bạo. Vấn Tinh Kiếm Tông bị phong ấn rồi. Một kiếm này, đại đế đến cũng phải quỳ. Thật sự bị phong ấn rồi. Mấy ngày trước Vấn Tinh Kiếm Tông, một bí cảnh săn bắt mở ra. Tu sĩ mạnh cung cảnh trở lên chỉ có thể dùng thần hồn vào trong. Tu sĩ vào bí cảnh, sau một trận chiến đấu kịch liệt, đệ tử Thị Huyết Kiếm Tông đột nhiên thả ra tàn hồn tiên vương cảnh đã chuẩn bị từ lâu để có thể tu sửa thần hồn. Tàn hồn kích hoạt trận luyện hồn đã chuẩn bị sẵn, biến đổi thần hồn của tất cả tu sĩ, cuối cùng lại nhắm vào tiên thiên đạo thể của thần Thanh Thanh, mới có cảnh tượng trước mắt. Thân thể ngươi là của ta. Ta thua chắc rồi. Tiên đế đến cũng cứu không được ngươi. Ta nói thật đây. Thật sao? Ngươi là cường giả tiên đế cảnh duy nhất còn sót lại trên đời, nhưng lại vô tình nhập phủ thành phu quân của nữ đế. Là phu quân của nữ đế, ngươi chỉ muốn ăn bám, sống cuộc sống yên ổn nuôi con. Không ngờ hôm nay lại có kẻ không biết trời cao đất dày, muốn đánh chủ ý con cái ngươi. Thân thể ngươi là của ta. Ta nhất định có được. Tiên đế đến cũng cứu không được ngươi. Ta nói thật đây. Vậy ngươi thử xem. Thần hồn vận chuyển cho ta. Trong khoảnh khắc xuất hiện, giữa mi tâm hắn bắn ra một đạo hồng quang. Chỉ thấy luồng hồng quang đó trực tiếp nghiền nát kiếm khí của thần Thanh Thanh. Nghiền nát hoàn toàn, với thế không thể cản được bay về phía hắn. Không hay, ta đã nói, hôm nay dù tiên đế đến cũng cứu không được ngươi. Thật sao? Chà ngốc, chà ngốc. Ồ, Hải Yến là đế quân đại nhân đến rồi. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Công kích của ta lại bị hắn nghiền nát không tốn chút sức lực nào. Tâm Nhi đừng sợ, cha chém chết lão bích đăng này cho con. Hừ, cha ngốc. Vậy người nhanh lên. Thần Thanh Thanh kiếp trước tuy là cường giả tiên vương cảnh, kiếp này bất quá là tiểu tu sĩ mạnh cung nhị cảnh. Lão giả kia tuy tu vi bị áp chế đến đại địa đỉnh phong, vẫn có thể một tay nghiền nát nàng. Nếu không phải có ngọc bội kiếm dược cho bảo hộ, em là đã không còn. Một kiếm chém. Nhìn kiếm y chém một kiếm về phía mình, gương mặt lão giả lé lên vẻ không cam lòng. Cắn răng một cái, tu vi bị áp chế đến đại địa cảnh đỉnh phong trực tiếp bộc phát.
Trong khoảnh khắc kiếm khí sắp chạm vào người hắn, cưng rắn tiêu hao lượng lớn thần hồn chi lực, tránh được một kích này. Thần hồn pháp cho tà linh. Pháp âm vừa dứt, quanh thân lão giả tanh đỏ, huyết sắc ngừng tụ, bao phủ lấy lão giả. Vô số linh khí xung quanh điên cuồng hội tụ về phía thân thể hắn. Lúc này khí thế trên người hắn rất khó bộc phát. Chỉ thấy có dáng vẻ sắp đột phá cực hạn của phương thiên địa này. Nhắc nhở chủ nhân, không gian nơi này bắt đầu sụp đổ, xin chủ nhân nhanh chóng chém giết Tử Liêu, nếu không thiên đạo giới này sẽ không chịu nổi lực lượng của tiên tri nhất cảnh mà sắp sụp đổ vỡ nát. Lúc đó giới này sẽ hóa thành hư vô. Thiên đạo yếu ớt vậy sao? Không được, sau này phải nói chuyện với thổ tử. Sao ngay cả một tiên nhỏ cũng không chịu nổi? Thanh Nhi, cha truyền con một kiếm, có thể chém vạn vật thiên địa, phá vạn pháp thiên địa. Xem cho kỹ, kiếm này không tính. Sau một kiếm, kiếm khí ngang dọc vạn dặm có thừa, kiếm khí sắc bén, vang vọng trên không vệ tinh kiếm tông. Lâu lâu không tan, trên bầu trời, vết kiếm xé rách khó lành. Mà khí tức của lão giả cũng đã biến mất khỏi thế gian này, như chưa từng đến. Thế nào cha? Kiếm này có ngầu không? Hừ, cha ngốc. Lũ trùng kiến này, tức chết ta rồi, đánh nhau thì đánh. Ngươi chém trời làm gì? Trời ơi, thiếu nữ trước mắt là thiên đạo vừa mới sinh ra của giới này. Nàng vừa rồi chỉ muốn ăn dưa, xem kịch và quan sát thế giới này một chút. Nhưng chưa ăn được bao lâu, đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Thù oán gì chứ? Mới nhậm chức đã tặng cô nãi nãi món quà lớn thế. Đây là cách đón khách của thế giới này sao? Thật tuyệt vời. Hừ, cô nãi nãi bỏ cuộc rồi. Muốn sao thì sao? Đợi sau này thiên đạo pháp tắc hoàn thiện, cô nãi nãi sẽ sửa lại nơi này. Chào ngươi, cần giúp không? Thần là ai ăn người sao? À không, là thiên đạo sao? Sao có thể thấy ta? Ta là ai, ta ở đâu? Là hóa thân của thiên đạo. Nếu không phải nàng muốn cho người thấy, người khác không thể thấy nàng. Huống chi là ở thế giới thuộc về nàng này. Ta chết, sao lại là hắn? Nhưng không đúng. Sao có thể thấy được ta chứ? Mỹ nữ chào ngươi, cần giúp không? Giúp cái đầu quỷ của ngươi. Đây không phải do người phá sao? Không phải do các người đánh nhau phá sao? Ta mới đến, ta mới đến mà. Kiếm nhất hơi ngượng rụt cổ lại. Nhìn phía sau thiên đạo, vết nước càng bị phong bạo cuốn càng lớn. Hắn giơ tay chỉ về phía đó, một tia sáng từ đầu ngón tay tỏa ra. Vết nước vốn còn tràn ngập phong bạo hung hãn, được hắn sửa chữa như mới. Nãi nãi ơi, cái đùi này phải ôm chặt. Đại ca, hay là để thiên đạo cho ngươi làm đi. Ăn. Đầu ngươi bị lừa đá rồi à? Ta đang là thành vũ đế quân tốt đẹp, không làm chồng sưởi ấm, không muốn làm công nhân thiên đạo đâu. Người trước làm công như vậy, giờ mộ đã cao 2 mét rồi, hiểu không? Đại ca, vài xem ta yếu ớt đáng thương thế này, giúp ta đi mà. Đừng kéo ta, ta hỏi ngươi, ngươi cần bao lâu mới có thể hoàn toàn nắm vững thiên đạo pháp của thế giới này? Khoảng nửa năm. Nửa năm hơi lâu đấy. Mười ơ mười ơ, ngươi bảo nửa năm còn dài. Đừng nói chuyện không đau lưng. Dùng thêm chút tinh lực sớm nắm vững trật tự thế giới. Con phải nhờ ngươi duy trì đẳng cấp. Vậy, ngươi không suy nghĩ lại sao? Ngươi có thể chém tiên. Vậy ngươi là tiên sao? Cũng tính là vậy. Trời ơi, ta đã làm chuyện gì? Lại dụ được một vị tiên về làm phu quân. Hừ, sớm biết cha thố là một vị tiên ngang ngửa tiên đế, giờ cuối cùng đã thừa nhận. À không đúng, vậy có phải con có thể đi ngang được rồi? Con tu luyện làm gì nữa, trực tiếp nghỉ ngơi. Ồ, kích thích quá. Tỷ tỷ tiên là gì ạ? Có ngon không em biết? Em biết. Là thứ xấu xa có thể ăn thịt người. Ái cha. Ha ha ha. Ngươi là đế quân nhập phủ của Thanh Vũ Hoàng Triều, có sức mạnh vô địch trong thế giới này. Vừa rồi ngươi một kiếm chém chết cường giả tiên vương cảnh bắt nạt con gái ngươi, nhưng không ngờ lại dẫn đến tân sinh thiên đạo đến xem náo nhiệt. Sau đó theo sự hoàn thiện của pháp tắc tân sinh thiên đạo, tiên lộ và địa lộ đã lâu không có động tĩnh, cũng sắp mở ra. Tuy nhiên, thời cơ đến rồi, thời cơ. Thời cơ gì? Thời cơ ngươi có thể xuống núi. Tại sao ta phải xuống núi? 10 năm trước sư phụ đã nói vậy. Con đã gần quên rồi, để tranh giành địa vị đó sao? Con làm được không? Địa vị không quan trọng, quan trọng là con thiếu trải nghiệm phàm trần. Vậy sao không để con xuống núi sớm hơn, để trải nghiệm phàm trần? Thời cơ chưa đến. Vậy con còn có thể về thăm người không? Theo lý thì không về được.
Đợi bao nhiêu năm, hiên lộ cuối cùng cũng sắp giáng lâm. Thật khiến người ta sôi sục. Thanh Vũ Hoàng Triều đến lúc trả nợ rồi. Lũ trùng kiến cũng dám tranh đồ với bản đệ tử. Truyền thừa của hỏa đế các ngươi cũng đáng nhún tay. Ủa tốt. Con cóc to quá. Con nhóc từ đâu ra? Nói năng vô lễ, chém luôn. Ngươi là ai? Con nhóc ngươi sao thích ăn đòn thế? Lần trước suýt bị kiếm chém. Lần này suýt bị lửa đốt thành tro. Cái miệng nhỏ của ngươi thật biết nói chuyện. Nhưng mà thật sự là một con cóc mà. Thật là độc đáo ha. Xin lỗi nhé. Thị nữ của ta không biết nói chuyện. Mong đừng chấp nhất. Tốt, rất tốt. Đã nhiều năm không ai dám nói chuyện với ta như vậy. Thật đau đầu. Ta không muốn gây phiền phức. Nhưng sao đi đến đâu cũng gặp rắc rối vậy. Hay lần sau dẫn cha theo luôn. Thật là sơ suất. Không ngờ ngươi còn có hai bàn tay khéo. Chết tiệt, chạy mau. Tránh xa thứ này ra. Đốt chết ta rồi. Tự tìm cái chết thì đừng trách ta. Nhìn kiếm khí thần thanh thanh phát ra, Tống Minh Chí trực tiếp đứng ngay tại chỗ. Một kiếm này không phải hắn có thể chống lại. Lão tổ cứu ta. Con nhóc tuổi còn nhỏ, bàn tay nhỏ sao lại độc ác thế. Hôm nay lão phu thay cha mẹ người dạy dỗ ngươi một chút. Ngươi chắc chắn muốn thay cha mẹ ta dạy dỗ ta sao? Ngươi đủ tư cách không? Con nhóc răng nhọn mồm nanh, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết ta có đủ tư cách không. Lão tổ có thể bắt sống nó không? Minh Chí yên tâm, lão tổ hiểu rồi. Đồ không biết trời cao đất dày, quỳ xuống cho lão phu. Lão già, chỉ với ngươi mà cũng muốn dạy dỗ bản địa. Là ai? Trốn ra ngoài phải không? Nửa năm trước thần Thanh Thanh được kiếm nhất đón về Thanh Vũ Hoàng Triều. Liền đi bế quan. Rồi bế quan suốt nửa năm. Sau khi bế quan xong, nàng định đi tìm người thứ tay. Nên lén lút đến hỏa địa nhất cảnh. Đâu có trốn, người già không phải biết rồi sao? Nghịch ngợm, di tích này có gì hay? Có gì cha không cho con được? Con có biết không? Vì cha con bị mẫu thân khóa cửa ngoài cả đêm qua. Tống gia Tống Cát Cát. Ngươi là người của thế lực nào? Thanh Vũ Đế Quân kiếm nhất. Không biết tên húy của ngài, đã mạo phạm nhiều. Mong ngài nhìn vào thân phận Tống gia đế tộc của ta. Tha cho chúng ta. Hừ. Các hạ thật sự muốn đối địch với Tống gia ta sao? Đối địch với Tống gia ngươi? Ngươi có thể làm gì được? Mối thù hôm nay của Thanh Vũ Hoàng Triều, ta Tống Minh Chí ghi nhớ. Ngày sau nhất định san bằng Thanh Vũ Hoàng Triều. Nói đi, lén lút chạy đến nơi nguy hiểm thế này làm gì? Mẫu thân con giờ vì chuyện của muội muội lo lắng đứng ngồi không yên. Con sẽ về ngay an ủi mẫu thân. Đừng vội, con chưa nói cho cha. Tại sao lại đến di tích này? Còn nữa, con phải đi với ta một chuyến đến Tống thị địa tộc. Ê, Tống thị địa tộc, đến đó làm gì? Con còn phải về an ủi mẫu thân. Được rồi, ta đã thông báo cho mẫu thân con rồi. Cái gì, nói thẳng ra. Con phải đi không thể không? Lại bị vây xem như khỉ rồi. Vậy tiểu nhã có thể về không? Không được à ha. Công chúa đại nhân, ngài có thể có chút lễ phép không? Đế quân đại nhân còn ở đây. Có thể đừng hung dữ thế không? Sao có thể để tiểu nhã tự về được? Nguy hiểm lắm, cha nói đúng không? Không phải đế quân đại nhân, đừng gật đầu. Tiểu nhã không muốn đi. Tiểu nhã muốn về ăn hoa của ngủ tu luyện các thứ. Mệt quá, ta nhớ là phía này. Ngươi là cường giả tiên đế duy nhất còn sót lại trên đời. Một lần tình cờ nhập phủ thành đế quân của Thanh Vũ Hoàng Triều. Ngươi muốn dựa vào nữ đế sống cuộc sống yên tĩnh nuôi con. Nhưng vừa rồi, cô con gái nghịch ngợm lại lén chạy ra ngoài, gây sự với cửu đại đế tộc. Nên ngươi quyết định không giả vờ nữa, phơi bày tất cả. May mà chạy nhanh, không thì phải chết cùng lão già đó rồi. Địa tử. Gia chủ không hổ là đệ tử. Làm tốt lắm. Truyền thừa hỏa đế lấy về nhanh thế. Đệ tử có tư chất đại đế. Thủ túc cẩn thận. Ha ha ha. Gia chủ không biết định đi đâu. Ta đến đón Đông Phương gia chủ.
Ai ngờ Đông Phương gia chủ vị trí. Đệ tử ngươi lại lật đổ ý bác, mang tin vui trở về. Tin vui? Ngươi chắc đây là tin vui? Có phải đang vui vì đắc tội một vị tuyệt thế đại đế không? Gia chủ, không biết Đông Phương kiếm có cùng đến không? Đông Phương kiếm đã ngã xuống rồi. Cái gì? Một ngữ tổ nhất chậm. Chậm đưa 10 năm trước, Thanh Vũ Đế Quân một kiếm chém Đông Phương kiếm. Từng việc kể lại, Thanh Vũ Đế Quân có phải tóc trắng? Trông rất tuấn tú không? Đệ tử sao ngươi biết? Tam đệ lâu không gặp. Đại ca, nhị ca. Minh Chí gặp hai vị lão tổ. Đây không phải Hiền Điện Minh Chí sao? Lâu không gặp. Xích quên mặt ngươi thế nào rồi? Đến vội vàng, không kịp chuẩn bị lễ vật gì. Mong Hiền Điện đừng trách. Sao lại là lỗi của Minh Chí? Không biết hai vị lão tổ đợi Minh Chí chuẩn bị đại lễ cho hai vị. Đại lễ gì? Để bản địa thay ngươi tặng một phần cho mọi người ở đây. Phóng túng, kẻ nào dám ở trước Tống gia ta khoe sức. Xong rồi, giọng này là hắn. Ngươi là ai? Sao dám xông vào Tống tộc ta? Không có xông vào. Là ai mà kệ là ai? Dám xông vào Tống gia ta, có chính mạng cũng phải chết. Tiểu bối người dám. Tam đệ, các hạ không nói không rằng đã ra tay với phe ta, có phần quá đáng rồi. Một lũ ngụy đế, ưu ngươi. Bản đế đứng ngay đây, muốn xem ngươi làm được gì. Nghe vậy mọi người đều hiểu ra, vị đại thần này hóa ra do tên nhóc này mang đến. Hay lắm, ngươi tự phong ấn bao nhiêu năm, vừa giải phong đã mang đến cho Tống gia món quà lớn thế. Đúng là đệ tử người thường không làm được. Tư chất đại đế của nhân danh bất hư truyền. Đệ tử, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Không định giải thích sao? Các hạ, ta biết hôm nay khó thoát chết. Có thể cho ta thêm thời gian sống không? Đợi ta xử lý xong đầu người trên đỉnh, ta tự dâng lên. Ăn, cái gì vậy? Vậy giờ là tình huống gì? Ngươi có nghe mình nói gì không? Nhàn chức ngươi làm gì vậy? Đệ tử ngươi điên rồi sao? Ha 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 ha. Hệ thống, tên nhóc này đầu óc còn tốt không? Ta không biết. Ai ya, đừng phiền ta nữa. Lại có hệ thống khác đến đánh nhau với ta. Ngươi tự xem xét đi. Ăn. Lần này lại cướp cái gì? Không không phải ta cướp. Là hắn muốn cướp đồ của ta. Hắn muốn lấy tinh huyết hai mũi xương của ta. Ta không có. Thứ này bị hệ thống khác lấy hết rồi. Tin ta cũng bỏ tay. Ăn. Toàn thứ gì vậy? Có ai bình thường không? Cha cứ đồng ý với hắn đi. Thần Thanh Thanh vừa quan sát xung quanh, nàng phát hiện người Tống gia này đầu óc có phần không tốt. Rõ ràng kiếm nhất mới là kẻ địch xâm lược, nhưng hiện thù địch với kiếm nhất lại đang giảm điên cuồng. Dường như tất cả đều dồn về phía Tống Minh Chí. Cho ngươi 2 phút rưỡi, cảm ơn. Tống Minh Chí, ngươi định làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn ra tay với người nhà? Người nhà, ha 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 ha. Người này chẳng lẽ chính là Thanh Vũ Đế Quân? Kiếm nhất nhìn kiếm nhất, khuôn mặt chỉ kém fan hâm mộ một chút đẹp trai. Hai người nhìn nhau, lúc này họ dường như thấy mình có phần buồn cười. Còn muốn tìm người giúp Đông Phương kiếm báo thù. Thù này báo sao đây? Thế giới này rốt cuộc sao vậy? Ta đến tận nhà cho các ngươi ấm áp, một kiếm phá nát đại trận nhà các ngươi. Các ngươi không liên thủ đánh ta thì thôi, còn nội chiến là sao? Các hạ chuyện hôm nay cứ thế thôi được không? Ngươi muốn bảo vệ hắn? Tống Cát Cát đã bị ngươi chém. Chuyện này Tống gia ta không truy cứu. Tống Cát một mạng, đổi lấy mạng đệ tử tộc ta. Xin các hạ thu tay. Cứ thế thôi. Tống gia tính là cái gì? Tống Cát khinh con gái ta, lấy đệ tử Tống gia muốn làm nhục con gái ta. Chuyện này Tống gia ngươi muốn bỏ qua thế nào? Ta chỉ ra một kiếm, nếu ngươi có thể đỡ được, ta sẽ tha cho ngươi. Tống gia đương nhiên. Nếu đỡ không được, ngươi dám đỡ không? Kiếm khí ngang dọc 3 vạn dặm. Một kiếm sáng lạnh 19 châu. Kiếm đến. Ngươi là cường giả tiên đế duy nhất còn sót lại trên đời, có sức mạnh vô địch trong thế giới này. Vừa rồi, ngươi dẫn cô con gái nghịch ngợm đến đế tộc đòi lời giải thích. Nhưng không ngờ, lại có kẻ không biết trời cao đất dày muốn đỡ một kiếm của ngươi. Ta
ta chỉ ra một kiếm, ngươi dám đỡ không? Được, bản đế không tin ngươi thật sự nghịch thiên như trong truyền thuyết. Can đảm đáng khen. Ăn. Rất tiếc người không thể biết được. Ta còn sách nhỏ chưa đọc xong. Từ tiên đấy bắt đầu nuôi con gái. Hay quá. Ta chưa xem xong. Ta không muốn chết. Chỉ nghe thấy trên trời kiếm quang tứ xạ, vô số kiếm khí rơi xuống Tống thị đế tộc. Kiếm khí trăm trượng chậm rãi hạ xuống, nơi đi qua đều hóa thành hư vô đến đây. Lão Chu, chuyện này ngươi nói mấy ngày rồi, sao còn lải nhải mãi vậy? Có thể nói gì mới không? Hiểu cái gì, chuyện này nói bao lâu cũng không đủ. Nam vực cửu đại đế tộc giờ chỉ còn lại 8 tộc, Đông Phương nhất tộc cũng chỉ còn danh không thực. Qua trận này, cục diện Nam vực thay đổi trong chớp mắt. Ôn Nhiên tỷ tỷ, ngươi chắc nhà ngươi thật sự ở đây không? Ừ, hẳn là hướng này không sai. Này, Tiên sinh, có thể làm phiền ngài một chút không? Đương nhiên được. Xin hỏi tiên sinh, trấn này tên gì? Có gia tộc họ Ôn không ạ? Trấn không có tên gọi, vô danh, còn về gia tộc họ Ôn, xin lỗi tiểu hữu. Trấn rất nhỏ, không có thế lực gia tộc nào. Cảm ơn tiên sinh. Này tiểu hữu, chạy chậm thôi. Ôn Nhiên tỷ tỷ, ngươi lại nhầm đường rồi. Không sai mà, đi theo đúng lộ trình. Sao lại nhầm được? Trương sư huynh đến lâu vậy rồi mà một mùa không có động tĩnh gì. Chẳng lẽ lừa người? Mặc Tiêu nói đợi thêm chút nữa, nếu vẫn không có động tĩnh thì quay về học viện. Di tích là gì vậy? Chưa từng nghe qua. Có vui không? Ôn Nhiên tỷ tỷ, di tích là gì vậy? Ừ, là nơi truyền thừa do các cường giả đại địa để lại, thường chỉ xuất hiện khi địa lộ sắp mở. Cường giả đại địa giống như cha vậy sao? Vậy trong đó có phải có rất nhiều đồ tốt giống trên người cha không? Lần này Linh Nhi lén trốn ra, không mang nhiều đồ, dọc đường gần hết rồi. May mà gặp được Ôn Nhiên vừa xuống núi, không thì mệt chết mất. Ôn Nhiên tỷ tỷ à, chúng ta cùng đi thám hiểm di tích đi. Cái gì, không đi, nguy hiểm lắm. Có ta mà, tuy ta không biết đánh nhau nhưng chạy trốn ta chuyên nghiệp lắm. Huống chi đã đến rồi, ngươi cứ đi với ta xem đi. Hơn nữa ngươi xem bản đồ của ngươi đều sai, với ta ở nhà xem không giống chút nào. Thật xui xẻo, thế giới này thay đổi triều đại nhanh vậy sao? Mới có 20 năm không xuống núi, sao mọi thứ đều thay đổi hết rồi? Cuối cùng Ôn Nhiên vẫn không chịu nổi sự nài nỉ của Linh Nhi, đành phải đồng ý cùng nàng đi xem cái gọi là di tích đó. Nói trước là chỉ xem thôi, không được gây chuyện. Cái gì mà tụ tiên lâu, cái gì cũng không có mà còn tụ tiên? Bản thiếu hỏi ngươi có tiên tụ không? Tụ tiên nghĩa là các vị tụ tại lâu này đều có thể đạt đến cảnh giới tiên. Nhưng ngươi vừa đến đã bảo ta lấy ra một vị tiên cho ngươi xem, chẳng phải là kẻ ngốc sao? Ngốc nghĩa là gì? Đây không phải Cổ Đại Ca sao? Tên này trông quen quá. Sao Cổ Đại Ca lại bị khiêu khích vậy? Nhìn từ trang phục của hắn, có vẻ là công tử một thế gia. Thế gia này Cổ Đại Ca không sao chứ? Tiểu Dương, Tiểu Anh, loại tôn tép này để ta giúp ngươi xử lý. Đồ không biết tốt xấu, công tử Hứa thị địa tộc ngươi cũng dám chống đối. Hôm nay ngươi không lấy ra được một vị tiên, ta sẽ đánh chết ngươi. Chủ quán ngươi không sợ sao? Sợ thì sao, ngươi vẫn mặt không biểu cảm cũng không trốn. Mặt không biểu cảm vì ta bị liệt mặt từ nhỏ, không trốn vì chân ta mềm trốn không được. Dám ra tay với chó săn của ta, ngươi là ai? Bắc Dự Thương Hải Linh Viện, Ôn Lĩnh Thương Hải Linh Viện. Ngươi là người đã từng từ chối lời mời của Thanh Vũ học cung, chính là tại hạ thiếu niên trước mắt, là kiếm đạo thiên kiêu của nhà họ Ôn ở Lũng Nam Thành. Vì từ chối lời mời của học cung nên trở thành đề tài cười đùa sau bữa cơm của mọi người. Nhà họ Ôn ở Lũng Nam Thành? Ôn Nhiên tỷ tỷ, ngươi biết hắn không? Ta làm sao biết được? Hi hi, trên người hắn có bảo bối này, hay là lấy đồ đổi với hắn đi, hắn sẽ đồng ý chứ? Ta không quan tâm ngươi là thiên kiêu gì, tránh ra cho ta. Ngươi là người địa tộc, sao phải so đo với kẻ phàm trần? Không tránh ra, ta sẽ chém luôn cả ngươi. Ở nhà họ Ôn ngươi làm gì được ta? Có vẻ lại phải thất ước rồi. Hứa Dương, chuyện này là sao? Đệ tử, chuyện là thế này. Hứa Dương từ từ kể lại sự việc, không sai một chữ, kể lại từ đầu đến cuối một lượt. Ngươi không sợ địa tộc ta? Ta không sợ là như vậy sao? Cửu đại đế tộc hiện nay đã mất đi ý hiếp vốn có, phải không? Bát đại đế tộc, chuyện này tuy người tộc ta sai trước, nhưng ngươi khinh thường đế tộc, tội này đáng chết.